Thưa quý vị và các bạn, lần đầu tiên tại Việt Nam, các nhà khoa học đã ứng dụng thành công hoạt chất alpha lipoic acid ALA kết hợp cùng các thảo dược quý từ thiên nhiên nhằm phát triển thành sản phẩm hỗ trợ điều trị tiểu đường dưới dạng viên sủi, có tác dụng giảm đường huyết, ngăn ngừa biến chứng tiểu đường. Sản phẩm có tên gọi Diapet. Thông tin vừa được công bố tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia vào ngày 30 tháng 6 vừa qua. Sản phẩm viên sủi tiểu đường Diapet làm tôi rất yên tâm bởi vì nó có những ưu điểm đặc biệt hay. Đó là sản phẩm này được nghiên cứu bởi Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Hồng Phương. Với những sản phẩm hoàn toàn trong tự nhiên như là dây thiều canh này, khổ qua này, lá bằng lăng này và đặc biệt là hoạt chất ALA rất tốt trong việc giảm đường huyết tiểu đường. Thứ hai là sản phẩm này được sản xuất một cách rất tinh tế, nhỏ gọn, được đựng trong một chiếc lọ nhỏ xíu như thế này thôi. Với những người công việc bận rộn và giờ giấc không đúng như tôi chẳng hạn thì đó là một điều cực kỳ thuận lợi. Tôi thì có những cái triệu chứng liên quan đến tiểu đường cách đây 5 năm rồi. Tôi suốt ngày lúc nào tôi cũng mệt mỏi mà khát nước, đi tiểu thì liên tục. Người tự nhiên mà ăn được ngủ được mà làm sao người nó cứ gầy sút cân đi. Mà người lúc nào cơ thể cũng mệt mỏi, không muốn làm ăn gì cả. Thế tôi đi vào đi khám thì bác sĩ thử máu và kiểm tra đường huyết của tôi thì kết luận tôi là tiểu đường. Thì hôm đấy thì tôi cũng đang buồn chán thì tôi đang đi thì gặp một bà chị. Thì tôi cũng tâm sự với chị rằng là em nói thật với chị, em đi khám người ta phát hiện ra em là tiểu đường, em buồn lắm. Em uống tất cả các loại thuốc đông tây y kết hợp rồi thậm chí cả thực phẩm chức năng nhưng cũng không khỏi. Thế chị bảo thế thì gặp tao là may nhá. Tao đã dùng cái sản phẩm Diabetes này rất là có hiệu quả. Đường huyết thì ổn định, ăn uống thì điều độ, sức khỏe thì bình thường. Thế chị mang đến cho tôi một liệu trình. Về tôi uống thật bất ngờ, đường huyết của tôi không phải là khỏi hẳn nhưng mà tương đối ổn định, mà sức khỏe tôi cải thiện rõ ràng, nhất là về vấn đề đi tiểu đêm của tôi, đi về một lần hoặc có hôm nào mệt lắm thì tôi đi hai lần thôi, mà nước thì tôi cũng không khát, tôi chỉ uống bình thường như mọi khi thôi, sức khỏe tôi rất là tốt. Mình có một người bạn rất là thân, chị ấy cũng là diễn viên và chị cũng bị tiểu đường như mình. Thì một hôm thì chị bảo là Minh Hằng ơi, chị có một cái sản phẩm này em nên tham khảo và em nên thử đi. Bởi vì là chị cũng đã thử rồi, chị cũng đã dùng và nó cho một cái kết quả rất là tích cực. Thì mình lúc đầu mình không tin đâu. Mình cứ nghĩ là cái bệnh này nó khó mà uống những viên sủi như này thì chắc gì đã hay. Thế nhưng mà mình cũng nghe lời chị bảo là em hãy thử đi và mình thử. Thú thật với các bạn là đúng là kết quả thật là tốt. Bởi vì sau một tháng dùng cái viên sủi diabetes này thì là cái lượng tiểu đường trước đây mình đo trước khi sử dụng, trước khi ăn và sau khi ăn, và trước khi uống thuốc và sau khi uống thuốc là trước khi là 9.3 và bây giờ nó tụt xuống. Sau một tháng sử dụng nhé là nó tụt xuống còn 6.4. Mình vui vô cùng. Vào cái lứa tuổi như của tôi với những hệ số công suất làm việc cũng như chế độ ăn uống rồi môi trường điều kiện sống thì vướng vào cái bệnh tiểu đường đó là cái chuyện rất bình thường, chẳng có gì là lạ cả. Trong mối quan hệ tương tác và trải nghiệm của tôi thì tôi quen rất nhiều bác sĩ ở các bệnh viện, kể cả người nhà cũng làm trong ngành y và đã từng tư vấn và đã cho tôi khám và đã kê đơn thuốc cho tôi một toàn thuốc tây. Sau một thời gian sử dụng thuốc tây thì nó có rất nhiều cái hệ lụy kèm theo, đó là như rụng tóc, rồi mất ngủ, rồi nó tóm lại là cảm thấy trong người nó rất khó chịu, không thoải mái. Và rõ ràng là cái bệnh tiểu đường này sợ nhất là cái biến chứng của dạng tiểu đường. Qua tìm hiểu về cái nguồn gốc của cái viên sủi tiểu đường diabetes này, tôi mới được biết là viên sủi diabetes được sản xuất trên một dây chuyền công nghệ GMP và tuân theo một chế định kiểm định cực kỳ chặt chẽ. Và tôi nghĩ rằng là mọi người nếu mà vướng một cái tiểu đường như tôi thì nên sử dụng một cách chặt chẽ và thường xuyên và kết hợp với ăn uống một cách khoa học, làm việc một cách có chế độ, tôi nghĩ rằng là sẽ đẩy lùi bệnh tiểu đường, coi như cảm giác như sẽ không có bệnh gì cả. Và hy vọng là chúng ta sẽ sử dụng cái này hiệu quả, giúp cho cái đời sống được chất lượng và thoải mái trong cuộc sống hàng ngày. Bệnh tiểu đường hay còn gọi là đái tháo đường là một tình trạng bệnh lý hay gặp ở các nước đang phát triển
Và hiện nay là ở Việt Nam thì cái bệnh tiểu đường cũng có nguy cơ là gia tăng và đặc biệt là gây ra những cái biến chứng nguy hiểm ảnh hưởng đến cái chất lượng cuộc sống của người bệnh. Và trước cái thực trạng như vậy, với cương vị là một bác sĩ đã hoạt động lâu năm trong lĩnh vực khám chữa bệnh y học cổ truyền, tôi cũng nghiên cứu một số những cái dược liệu mà có hiệu quả trong cái quá trình điều trị cái bệnh này. Đó là sự phối hợp của ba dược liệu là dây thìa canh, mướp đắng và lá bằng lăng, hoạt chất alpha lipo acid, cũng như là ba dược liệu trên. Thì cái sản phẩm này thực sự là khi mà sử dụng cho người bệnh thì cũng hy vọng là mong muốn mang lại cái hiệu quả hỗ trợ cho cái việc mà điều trị tiểu đường cũng như là biến chứng của tiểu đường gây ra. Sau khi tôi đến tham dự cái cuộc hội lớp thì ông bạn tôi có bảo ô sao dạo này thì ông có vẻ gầy và sa sút thế. Và tôi có nói là trao đổi chia sẻ với ông bạn tôi là dạo này là tớ bị cái bệnh tiểu đường và do đó là cái sức khỏe của mình có sa sút rất nhiều. Thế ông bạn tôi bảo ồ thế thì hay quá, thế thì trên cái tinh thần này thì tớ cũng bị mắc bệnh tiểu đường trong thời gian qua và giới thiệu cho tôi cái sản phẩm Diabet này. Thì cái viên sủi Diabet này uống là rất tốt nên ông cứ tin tưởng là tôi đã là người sử dụng rồi và ông tin tưởng tôi và mang về sử dụng. Thì tôi cũng được cái địa chỉ bạn tôi giới thiệu thì tôi đến mà mua một cái liệu trình. Sau khi sử dụng một cái liệu trình thì tôi thấy rằng là cái sản phẩm này là rất là tốt, nó làm cho cái sức khỏe của tôi tiến bộ lên rõ rệt. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.